Ok, kéo bạn lại chưa? Kéo bạn lại chưa? Đúng rồi. Thì đó là... Ok. Ok, and press the 18-4. Bấm nút 18 ấy. Ok. Thì đó là... Anh chỉ cho thằng con của anh đó, nó đẩy cho mà bà nội lên sao trong xe lăn nè. Ok. Để nó biết, nó biết xài xe lăn làm sao, để nó biết đẩy bà nội lên sao, để nó biết là vô trong cầu thang máy đó, nó biết xài cầu thang máy sao trong bệnh viện, để nó đừng có sợ. Ok. Bây giờ. Ok. How do you feel about it? You afraid? What? Ok, that's good. Anh hỏi nó có sợ không, xong nó nói đâu sợ gì đâu, nó không biết sợ gì nữa. Thì anh muốn nó làm gì đó không? Để nó đừng có bị nhạy cảm, nó đừng có bị sợ hãi gì chăng. Ok. Ok, thì tới tầng 18 đó. Xong rồi kêu nó đẩy ra. Ok, go ahead, push it. Hold up. Push, push. Đẩy ra. Turn, turn left. Ok, hey. Right here. Nè. Giới hạn nè. Ok. Hold this. Cầm giới hạn nè. Put in there. Còn tôi. See, when you come to the hospital, there's a front desk here, right? But that's not the one we're going to. Go around it. Go straight. Keep going straight. Go straight. Go straight. Keep going. And then when you hit that white wall, turn right. Right here. Turn right. Thì anh bắt nó đẩy bà nội đó để cho nó biết, để nó đừng có sợ. Tại cúp mà nít nó lớn lên đó không, mình không chỉ dạy nó, cúp nó còn nhỏ đó, nó sao lớn lên nó bị nhạy cảm. Ok, push it straight. This is not the correct one. Tại anh có lý do anh làm này không? Là anh muốn con cái của nó làm sai lầm đó, nó làm trước mặt anh. Right here. Right here. You sit right here. Right there. Okay. You sit right here. And you're gonna sit right here. But before you sit down, right? Before you sit down, get the paper, right? And go over to the front desk. Right? Yeah. Má ngồi chờ ha. Go to that lady right there, over here. Okay. Yeah. Can you throw this paper for the lease station over there first and you then come back here? Oh, okay. Over all there right. First. Okay, thank hold you. It. Go over there. Okay. Okay, put it in here. Go back to the front desk. Thế là nó đưa vô lộn chỗ. Okay, turn around and go to that big front desk. Okay. Thế á. Go. Thế con đó đưa giấy tờ lộn cái bàn lễ tân. Ok. Go right here. And then turn left right here. Ok, it's that big table on your right. Right there. Thì cái bàn lễ tân này mới đúng. Ở đây nè. Ok, give him the paperwork. Đưa giấy tờ vậy đó. Open it up. Đứng ở chờ. Thì anh chỉ nó không? Để cho nó biết. Để cứu mà nó đem mà bà nội nó vô đó. Thì người đang làm giấy tờ. Sau đó mà để vô máy tính. Để cho con của anh đó, nó biết làm sao. Cái lý do mà anh làm vậy không? Để cho là nó quen á,
nói chuyện với Lê Tăng, biết cái hoạt động làm sao. Come over and watch. Đó, rồi xong bây giờ đó, nó thấy đó không? Thì nó chính mắt nó thấy đó, xong nó đứng đây nó coi nè, thì nó sẽ học được. Here, get the paper thick, next. Station B. Okay. So what station? Nó nói đi đâu? He said station B. Right? Yeah. Okay. So put it right there. Get up. So go look for station B. Ask him where station B is at. Where's station B? Station B over there. Okay. Thì anh kêu nó bông, nó không biết cái trạm mà B đâu á. Thì là hỏi người Lê Tăng, phải không? Thì là anh chỉ nó dạy. Hey, look, right here. Station B. Right? B đó. So straight? Yeah. See? Thì là A trên này nè, không? See A? So B is over here. Oh, you know what? Right here. Right here. Right here. See that? Station B ở túi đó. See down there? Thấy không? Station B á. Yeah. Thấy cái bàn hồi nãy đó. Lại cái bàn hồi nãy. Go to the same desk. Không. Thì đó là anh cố tình anh để cho nó sai lầm vậy đó. Để xong cái mình giúp mình chỉ nó. Thấy không? Nhiều khi bà con ta không muốn á là chỉ dạy con của họ cho nó lớn lên. Thì đó, anh cố tình anh để cho con nó sai lầm trước mặt anh để anh phụ nó chỉnh sửa. Anh không muốn nó ra đời á bông. Rồi xong chỉnh sửa ngoài đời. Hey, let's go over there to the right. Qua bên kia. Qua bên phải bên kia. There's empty seats. Nè, bên đây có ghế bên này nè. Right, here, give them the paper. Right here. Okay. Okay. Đẩy bên nãy quên đây. Right here. Right there. And then turn her around. So you can, yeah. Đó, say bà nội qua. Okay. Right there. Ngồi xuống đây. Right there. Okay. Okay. Thì á, là anh để con anh đó ở đây nè. Okay. Để nó phụ bà nội nó, để nó biết được. Okay. Thì á, cốt nó vô đây đó. Nó mà làm này á, xong rồi anh muốn nó làm sai lầm trước mặt anh để cho là nó làm gì sai lầm đó anh chỉnh sửa được, còn là anh để nó lớn lên xong nó ra ngoài đường nó sai lầm đó thì anh khó chỉnh sửa được. Ok, thì anh cố tình cho nó làm nhiều sai lầm như nào đó trước mặt anh đó tốt như này đến chi để cho nó học hỏi. Ok, good job. Ok, đâu má hùng đăng cai mà nó giỏi không? Nó dẫn má, đẩy má vô bệnh viện, nó lấy... Yeah, no, she wants to give you a kiss. Đấy. Không nâng gái. Được rồi. Ok, đó. Cái lý do mà anh kêu má anh hung nó nhỉ bông, bà nội nó hung nó bông, để cho là nó thấy bông là cúc mà nó làm cái gì mà đúng đó. Ok, nó học hỏi làm đúng đó. Thì nó được cái phần thưởng. Ok. Là nó được cái thần thưởng là cái tình thương của mấy người xung quanh đó, cũng nó làm đúng. Okay. Thì để cho nó giúp cho nó tiếp tục đó, khiến cho nó muốn làm thêm. Okay. Tại nó làm mấy cái vấn đề mà tích cực đó, mà cha mẹ nó, cô cháu nó, xong rồi bà nội, ông nội nó thích đó không? Thì nó sẽ khiến cho nó tiếp tục làm thêm. Okay. Hey, you didn't put the brakes on, the parking brakes. Gắn thắng vô, khóa cái thắng lại. Ok. Dạ, yeah, ba bên kia, khóa lại. Đó. Ok, thì đó là mong rằng đó, anh chia sẻ cái video với tụi em đó, để cho tụi em thấy đó không, là mình muốn dạy con cái mình đó, tốt nhất đó là mình cho nó ra ngoài đời, nó đụng chạm với ngoài đời đó, sớm như nào đó, nó tốt như này. Thì dĩ nhiên đó, mình không thấy nó ra ngoài, nó tự nó làm, nên đó, mình phải làm đó. Mà mình muốn nó làm trước mặt mình đó, để cho nó sai lầm đó. Cái quan trọng nhất đó là nó sai lầm, với lại nó thất bại đó, nhiều chừng nào đó, tốt chừng đấy.
trước mặt mình. Ok, tại vì nó mà sai lầm, nó mà thất bại đó, cúp mà mình không, cái mình là cha mẹ mình không có thấy nó đó bộ, thì mình khó giúp nó để chỉnh sửa được. Ok, thì tụi em để cúp mà anh đẩy nó xong rồi đó bộ, anh nó không có sợ, nó không bị nhạy cảm, nó không bị cảm xúc đồ mấy ba đồ quỷ đó. Ok, nó không có bị mặc cảm đồ đó. Vậy xong sau này cúp nó lớn lên, nó ra ngoài đời đó, nó đi giao thiệp với người ta đó, nó quen rồi, nó thấy là cái người cha của nó mà thương nó đó không có đánh giá nó, rồi xong nó thấy cái người bà nội đó không có đánh giá nó, thì nó ra ngoài đời đó nó mới gan dạ được. Ok, nó mới tự lập được. Thì mong rằng anh chia sẻ cái video này, cách mà anh nuôi con của anh đó không, nó giúp được cho tụi em có ý kiến để mà nó giúp cho tụi em nuôi con của tụi em. Cảm ơn tụi em coi video này.